Hơn 60 chiếc xe hơi, gần 150 diễn viên quần chúng đóng nguyên một phân đoạn đường cao tốc trong vòng 2 ngày. Thời tiết nắng nóng gần chạm ngưỡng 40 độ. Đó chỉ là số ít những chi tiết thú vị về cảnh mở đầu của La La Land, một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất thập kỷ vừa qua. Vậy thì đoàn làm phim đã phải trải qua những gì để hoàn thiện một trường đoạn thuộc hàng xuất sắc của nền điện ảnh thế giới? Và phân cảnh mở đầu này có giá trị như thế nào đối với cả cốt truyện tổng thể? Hãy cùng phim tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cảnh báo spoiler 10 phút đầu tiên của La La Land. Dù cảnh mở đầu trong La La Land có vẻ ngẫu hứng, nhưng nó lại là kết quả từ quá trình tính toán rất kỹ lưỡng đến từ Damien Chazelle và các cộng sự của mình. Ngay từ đầu, vị đạo diễn trẻ đã muốn thực hiện một cảnh khai màn với hai yếu tố. Đầu tiên, máy quay phải thu lại hình ảnh người ta di chuyển từ xe này qua xe khác, đồng thời với những giai điệu khác nhau phát ra từ radio. Ban đầu, vị đạo diễn muốn không khí trong phim có sự tương đồng với những tác phẩm như là Mean Streets hay là Taxi Driver. Nhưng bởi vì bối cảnh trong phim là một Los Angeles sầm uất, nên Damien muốn những tạp âm phải phát ra trực tiếp từ những chiếc xe hơi. Thứ hai, nhà làm phim người Mỹ muốn những tạp âm kể trên trở thành xương sống của một cảnh nhạc kịch. Và từ đó, những giai điệu ngân vang cũng chính là toàn bộ thanh âm của cuộc sống thực. Cội nguồn của ý tưởng này là từ bộ phim Love Me Tonight, với bản nhạc du dương xuất phát từ những người làm giày và quét rác vệ đường. Nhiều đánh giá cho rằng La La Land mang đậm chất cổ điển của những bộ phim cũ. Damien Chazelle không hề phủ nhận điều này, thậm chí còn thừa nhận rằng cảnh mở đầu của phim được lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm khác. Ví dụ như bối cảnh nóng bức và tắc đường chịu ảnh hưởng từ Falling Down năm 1993, còn những bước nhảy xuất hiện trên màn ảnh được lấy cảm hứng từ tác phẩm The Young Girls of Rochefort năm 1967. Như vậy, có thể thấy cảnh phim của Damien Chazelle là sự kết hợp của rất nhiều tác phẩm trải dài trên nhiều thể loại khác nhau. Vậy thì tại sao trường đoạn này vẫn để lại nhiều dấu ấn, đến mức được coi là một trong những cảnh mở đầu hay nhất từng được làm ra? Trước khi tìm hiểu thêm, hãy cùng mình đến với cả nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Anh vô lý, có bao giờ là áo trước khi đi làm đâu? Mà sao áo hôm nay không nhăn, không co rút, phẳng phiu thế nhở? Đây có phải là áo cool made 95% cotton compact, 5% spandex, bền và mượt hơn gấp 2 lần vải cotton thường đang đình đám trên mạng mấy hôm nay không? Ủa chỉ mệt vãi. Anh mua cool phép. Hàng vờ nhìn cool phép. Lý do đầu tiên đến từ sự công phu và tâm huyết của cả đoàn làm phim. Được biết rằng, trong khi vẫn chưa nắm bắt được địa điểm quay, đạo diễn Damien Chazelle cùng với thiết kế hình ảnh Linus Sandgren đã phải tự nghĩ ra các góc máy. Về sau, ekip làm phim đã tìm được địa điểm quay phù hợp, đó là đoạn dốc nối giữa hai xa lộ 105 và 110 của đường cao tốc Los Angeles. Sau quá trình đàm phán, đoàn làm phim được toàn quyền sở hữu đoạn đường trên trong 2 ngày cuối tuần, tháng 8 năm 2015 để thực hiện cảnh quay. May mắn thay, ekip còn được đóng con dốc này trong một ngày thứ bảy trước khi bấm máy để có thể tổ chức một buổi tập dượt cuối cùng. Tuy có vẻ thuận buồm xuôi gió trong các khâu bối cảnh, nhưng đoàn làm phim lại gặp không ít trở ngại khi bắt tay vào chuẩn bị. Theo đạo diễn Damien, anh cùng các cộng sự đã phải mất không ít thời gian chỉ để chọn ra những chiếc ô tô. Chúng tôi phải tìm hiểu xem có loại xe nào chịu được sức nặng của các vũ công, rồi làm thế nào để gia cố những chiếc xe này khiến chúng thực sự an toàn, Damien có chia sẻ. Cuối cùng, hơn 60 chiếc xe được trưng dụng riêng trong phân cảnh này. Trong quá trình luyện tập tại các bãi đỗ xe, dàn diễn viên đã phải cố gắng tự hình dung ra độ nghiêng của con dốc đại lộ đấy các bạn ạ. Đến khi thực sự thuần thục, ekip mới được tập ở ngoài phố với những trang thiết bị cần thiết để đảm bảo tính chân thực và nghiêm túc của buổi tập. Đích thân đạo diễn Damien đã quay lại màn thể hiện của các diễn viên bằng một chiếc iPhone. Trong những buổi tập dượt, các vũ công và máy quay đã hoạt động vô cùng chính xác và ăn khớp, đến mức tôi và các cộng sự có phần tự tin thái quá. Đạo diễn Damien bộc bạch về quá trình tập luyện cho trường đoạn mở đầu. Nhưng, ekip của đoàn làm phim bị dính một vố cực đau khi chuyển đến bối cảnh thực để hoàn tất buổi tổng duyệt cuối cùng. Cả đoàn đều rất hí hửng bởi những đoạn quay thử trong chiếc iPhone đều rất hoàn hảo, nhưng đời sống vốn chẳng giống mơ tí nào. Đoàn làm phim phải đối diện với vô vàn vấn đề mà họ chưa từng vướng phải trước đó. Nào là mặt đường vừa xấu vừa nghiêng, rồi thời tiết thì vô cùng khắc nghiệt và cần trục quay thì hoạt động phức tạp hơn iPhone rất nhiều. Ngoài ra, trong buổi duyệt đó, vũ đạo bị đổi khác hoàn toàn và theo như lời đạo diễn thì nó đúng là một thảm họa. Để giải quyết vấn đề này thì Damien cùng với các cộng sự đã buộc phải thay đổi một vài chi tiết, trong đó có việc bỏ đi bộ phận đầu trục quay cũ và biến tấu một số động tác trong bài nhảy. Để tóm gọn lại thì đạo diễn Damien Chazelle, thiết kế hình ảnh Linus Sandgren và biên đạo Manny Moore phải dành ra tới 3 tháng, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018 cho tất cả những công đoạn kể trên. Nhưng liệu đó đã phải là dấu chấm hết cho những chông gai mà đoàn làm phim đã phải đối diện hay chưa? Đương nhiên là chưa rồi, vì họ vẫn còn những ngày bấm máy chính thức đầy căng thẳng ở phía trước. Đen đủi thay, trong 2 ngày quay kia, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng sấp xỉ 38 độ C.
Thậm chí, toàn bộ dàn diễn viên còn phải có một lần tổng duyệt hơn 6 tiếng trước khi thật sự lên hình. Tuy nhiên, theo biên đạo múa Mandy Moore, thì những gì mà ekip đã làm được thực sự là choáng ngợp. Cụ thể, có một vài chi tiết nhỏ thôi, nhưng đạo diễn Damon vẫn muốn thực hiện cho kỳ được và các gương mặt trong phim đã đáp ứng được kỳ vọng của anh. Ví dụ như phân cảnh này chẳng hạn, tưởng như động tác này của cô gái là ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó chính là chỉ đạo đến từ đạo diễn, rằng nhân vật trong khung hình phải có dáng đứng như vậy, hoặc ở cảnh này, theo đúng như kế hoạch, cánh cửa cuốn sẽ phải được kéo lên đúng lúc để toàn bộ ban nhạc lộ diện, bởi họ đã nằm vùng trong chiếc xe tải suốt khoảng thời gian quay trước đó rồi. Tuy nhiên, cánh cửa lại quá nặng và một mình chàng diễn viên này không thể mở nổi, sau đó buộc phải có 3 thành viên thuộc đoàn sản xuất tham gia hỗ trợ bằng cách kéo cánh cửa lên từ phía xe tải. Khó khăn ở chỗ rằng, toàn bộ quy trình ấy cũng phải khớp tuyệt đối với hành động nhấc cửa của anh diễn viên ở dưới, nhưng rồi họ vẫn mang đến thành quả mà chúng ta được thưởng thức. Hoặc là ở những giây cuối cùng, đạo diễn Damien còn yêu cầu tất cả diễn viên phải quay mặt về phía máy quay và đóng cửa xe cùng một lúc. Quay trở lại với quá trình làm phim, chắc chúng ta ai cũng thấy rằng đoàn người trong khung cảnh này là rất dài, mà Damien Chazelle lại muốn tất cả diễn viên phải trình diễn đồng đều, chính xác và ăn khớp nhau. Vậy thì làm sao để những người ở xa cũng tiếp nhận được bài hát và những thông tin giống với những người hàng đầu? Ekip sản xuất đã giải quyết vấn đề này bằng cách đặt ra rất nhiều bộ loa nhỏ ở ngay dưới những chiếc xe nhằm đảm bảo rằng không ai bị sót thông tin. Nhưng đó chưa phải là trò chơi ú ả duy nhất để dễ bề xử lý và chỉ đạo diễn viên. Chính biên đạo Mandy Moore cũng đã xuất hiện trong khung hình một cách kín đáo đấy các bạn ạ. Cơ mà lại có một vấn đề nữa này. Nếu như người ta đã nhảy hết ra khỏi xe và quẩy tưng bừng cùng nhau thì làm sao để tìm về xế hộp của mình cho kịp lúc nhỉ? Ekip của đoàn làm phim đã tính cả rồi và họ giải quyết bằng cách ghim lên từng chiếc xe màu giấy ghi nhớ các thông tin như là chủ xe là ai, anh ta phải mặc đồ màu gì cho hợp cảnh nhảy nhót, vân vân. Để tăng thêm phần đầu tư và công phu cho trường đoạn thì ngay cả những người thân thiết với ekip làm phim cũng có xuất hiện trong khung hình. Đây là trợ lý ruột của biên đạo Mandy Moore, còn đây lại là chính em gái của đạo diễn Damien Chazelle. Bên cạnh đó, dù có đến hơn 130 người trong trường đoạn này, nhưng theo Mandy, chỉ có 30 người trong số đó là vũ công đích thực, còn lại là diễn viên quần chúng và những người đóng thế. Thực chất, trong những buổi tập duyệt ở bãi gửi xe, cũng chỉ có 10 vũ công tham gia tập luyện mà thôi. Đội ngũ diễn viên đúng là vất vả thật đấy, nhưng những người vận hành máy quay cũng không dễ thở hơn là ba đâu. Cụ thể, hầu hết các cảnh quay đều cần đến sự hỗ trợ của cần trục. Damien Chazelle giải thích rằng, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc sẽ di chuyển camera như thế nào, nhưng bởi vì chúng tôi cần máy quay lướt qua những chiếc xe nên buộc phải dùng tới cần trục. Cũng theo vị đạo diễn này, thì những vũ công không chỉ xuất hiện từ phía trước ống kính mà còn là cả những người ngồi sau nữa. Có những vũ công mà các bạn sẽ không thấy, đó chính là những người vận hành máy quay, họ cũng được chỉ dẫn phải hoạt động như thế nào, giống y hệt những người trong khung hình. Nhắc đến phần quay phim mà bỏ qua hiệu ứng hình ảnh thì đúng là thiếu sót lớn. Dù trường đoạn này được giới thiệu là một cú máy one shot, nhưng trên thực tế rằng có hai lần cắt cảnh được giấu kín trong những động tác quay. Là đây và đây. Bên cạnh đó, nếu như hai cảnh đầu được quay hết bằng hệ thống cần trục thì cảnh thứ ba lại được quay hoàn toàn bằng Steadicam, bởi theo đạo diễn của phim, nó sẽ tạo ra tính linh hoạt và chính xác trong quá trình lại gần các diễn viên. Nếu đã xem phim thì hẳn các bạn sẽ biết được câu chuyện của La La Land xoay quanh cặp đôi Seth và Mia. Thế tại sao đạo diễn không giới thiệu các nhân vật này ngay từ đầu mà lại dành ra tới 6 phút chỉ để quay lại một đoàn người đang nhảy múa? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhìn vào bản nhạc nền Another Day of Sun. Justin Hurwitz, người đã viết ra ca khúc này, chia sẻ rằng: "Nhìn từ bên ngoài, cảnh mở đầu có vẻ rất vui tươi đấy, nhưng bởi vì nội dung của bài hát là về tất cả những kẻ mộng mơ chưa thể chạm tay đến hoài bão của mình, vì tựa đề của nó là một ngày nắng khác nên vẫn có nỗi buồn chất chứa ở trong đó." Nói cụ thể hơn thì cảnh mở đầu này đã bao hòm toàn bộ tông màu của bộ phim. Xuyên suốt La La Land, khán giả sẽ được thưởng thức rất nhiều giai điệu sinh động và giàu năng lượng, nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Đong đầy trong từng khúc nhạc đó là nỗi buồn, là sự bế tắc và trăn trở của những nghệ sĩ trên đất Los Angeles, cũng giống như người ta hay nói với nhau rằng trong cái vui có buồn và trong cái buồn lại có cái vui. Một cảnh mở đầu tốt thì cần phải giới thiệu cả về chủ đề của bộ phim. Thật thú vị khi trường đoạn 6 phút kể trên vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu này. Nhạc sĩ Justin tiếp tục thổ lộ rằng sống ở Los Angeles là phải xoay sở với việc lái xe, với những thắc mắc của bản thân và với cả những bộ mặt khác nhau của thành phố này. Nhận định trên đã nói lên chủ đề của La La Land. Tác phẩm này không cố gắng phác họa một mối quan hệ lứa đôi mà thể hiện cuộc sống tại LA khắc nghiệt đến như thế nào. Thể hiện qua thời tiết mùa hè nóng đến phát điên và một lần tắc đường dài tít tắp, không thể biết đến bao giờ mới được thông thoáng. Dường như đây cũng chính là hình ảnh biểu trưng cho môi trường nghệ sĩ tại thành phố này. Nó không chỉ có khó khăn, dễ gây ức chế mà còn đầy tính cạnh tranh và có khi người ta sẽ phải chờ mãi mà chẳng thể có cơ hội nào cho mình. Xong, hãy nhìn xem những nạn nhân của nạn tắc đường đó, họ đang làm gì kìa. Thay vì ủ rũ hay cáu bẳn ở trong xe, những con người này lại tìm kiếm sự tích cực bằng cách cùng nhau nhảy múa. Theo mình, đây cũng chính là một thông điệp nữa mà đạo diễn Damien Chazelle muốn truyền tải, rằng cuộc sống có thể khó khăn, Los Angeles có thể ngặt nghèo, môi trường nghệ thuật có thể dữ dội, nhưng những người nghệ sĩ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và vẫn luôn tin vào một ngày nắng nữa và thời khắc vinh quang khi họ chạm tay vào vạch đích.
Ngay từ những giây phút mở đầu này, đạo diễn Damien Chazelle đã muốn nói với khán giả rằng đây không phải là câu chuyện về tình yêu, mà là câu chuyện về những con người cố gắng thực hiện ước vọng của bản thân giữa một bối cảnh không ít gập ghềnh và sóng gió. Cuối cùng, cảnh mở đầu trong La La Land đã đạt được hiệu quả cao là bởi nó đã dự báo cho khán giả về những hình ảnh xuất hiện tiếp theo. Trường đoạn mở màn của phim vốn đã là một bữa tiệc thị soạn về thị giác và âm thanh, và điều đó tiếp diễn suốt chiều dài về sau của phim. Nếu như cảnh trên đường cao tốc là một cú máy dài, mang đến cho khán giả cảm giác rạo rực và vui tươi, thì những cảnh tương tự về sau, ví dụ như là cảnh Mia nhảy cùng những người bạn, cảnh Mia và Seb sóng đôi khiêu vũ bên nhau, hay là cảnh cặp đôi bay bổng trong đài quan sát của Griffith, chúng đều là những cú máy one shot và cũng là tác phẩm tràn đầy tính nghệ thuật, có thể làm rung động cả những trái tim sắt đá nhất. Tóm lại, trường đoạn mở đầu của La La Land xứng đáng là báu vật của nền điện ảnh đương đại, khi nó vừa gợi nhắc cho khán giả về một thời vàng son của phim ảnh trong quá khứ, vừa hoàn thành được hầu hết các yêu cầu mà một cảnh mở đầu cần có. Quả không hoa khi nói rằng cảnh mở màn là một trong những nhân tố chủ chốt đã mang tới thắng lợi vang dội cho những kẻ mộng mơ. Và đó là tổng hợp cùng những suy nghĩ của phê phim về cảnh mở đầu trong La La Land. Các bạn nghĩ gì về trường đoạn này? Các bạn có yêu thích La La Land không? Phân cảnh nào mà các bạn muốn phê phim thực hiện trong thời gian tới? Đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé, vì đóng góp của các bạn sẽ giúp chúng mình có thêm nguồn ý tưởng cho các sản phẩm trong tương lai đấy. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.